chương một hàng môn tử đệ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com bầu trời mưa dầm rã rít thế nhưng dư hàng thành nguyên nhân bên trong làm giang nam bốn đại tài tử đi ra bên ngoài du ngoạn y nguyên người đông nghìn nghịt phi thường náo nhiệt vô số thiếu phụ tiểu thư tại nha hoàng cùng đi phía dưới càng là mong mỏi cùng trong mông giang nam bốn đại tài tử không chỉ có anh tuấn tiêu sái mà lại mỗi cái đều là sao văn khúc hạ phàm không biết là bao nhiêu khuê nữ nữ tử tình nhân trong mộng. Tới, tới. Lúc này, cũng không biết người nào hô một tiếng, mọi người liền hướng phía cách đó không xa đông lửu cầu nhìn lại. Liền thấy bốn tên anh Tuấn Công Tử dắt tay đi lên cầu. Bốn đại tài tử vừa xuất hiện. Lập tức đưa tới vô số tiếng thét chói tai. Lúc này, một tên tài tử nói nói, chư vị, hôm nay chúng ta giang nam bốn đại tài tử đi ra tới du ngoạn, tự nhiên muốn lưu một câu thơ, hôm nay nhiều mỹ nữ như vậy ra tới chơi xuân, có muốn không chúng ta liền dùng mỹ nữ làm đề, làm một câu thơ như thế nào? Mặt khác ba đại tài tử vỗ tay bảo hay. Để nhất nhân ngâm nói, hai tám mỹ nhân đẹp như vẻ. Người thứ hai ngâm nói, hai mắt ẩn tình bách mị sinh. Người thứ ba ngâm nói, đạm làm son phấn điểm son môi. Người thứ tư ngâm nói, chọc binh sĩ nghĩ xinh tươi. Bốn người ngâm xong này bài thơ, lập tức cười lên ha hả. Chung quanh càng là có vô số người gọi tốt. Rất nhiều thiếu phụ, tiểu thương nghe này đầu cực kỳ rõ ràng thơ về sau, từng cái hà bay sông tóc mai, mặt như hoa đào. Cách đó không xa một tên 15-16 tuổi nho phục thiếu niên khẽ lắc đầu, lại nghe thiếu niên kia không khỏi nói thầm nói, cái gì chó. Cái trắm giang nam bốn đại tài tử sẽ chỉ làm chút diễm thi diễm từ mỗi một cái đều là mua danh chục tiếng hạng người mà thôi. Lúc này một tên thiếu niên công tử vỗ vỗ quạt xếp, cười trêu chọc nói, ngươi này người cực kỳ có ý tứ, cũng dám xem nhẹ giang nam bốn đại tài tử, nhìn ngươi cũng là thư sinh cách ăn mặc, kẻ văn nhân thì thường hay khinh nhau câu nói này, từ xưa đến nay, quả nhiên đều là hết sức có đạo lý. Này nho phục thiếu niên nhìn thoáng qua nói chuyện cẩm phục thiếu niên, đã thấy thiếu niên này môi hồng trăng trắng, khuôn mặt xinh đẹp không tưởng nổi, nho Phục thiếu niên trong lòng gọi nói, "Cực phẩm ngụy nương a." À. Bất quá thế này Cẩm Phục thiếu niên lại có lỗ tai, trong lòng hơi động một chút, cái niên đại này, nam nhân cũng sẽ không đánh lỗ tai, nguyên lai là cái nữ giả nam trang tiểu nương tử a, à. tiểu nương tử này bên người còn có một tên 13, 14 tuổi thư đồng, khuôn mặt tròn trịa, con mắt thật to, nhìn xem hết sức đáng yêu, rõ ràng cũng là một tên tỳ nữ chỗ đóng vai thư đồng này nhìn xem nho phục thiếu niên nhìn chầm chầm vào tiểu thư nhà mình không rời mắt, liền khẽ hừ một tiếng, nói nói, ngươi này nghèo kiết hủ lậu thư sinh vì sao nhìn chầm chầm vào công tử nhà ta. Cái kia tiểu nương tử khuôn mặt ửng đỏ, cũng không khỏi khẽ hừ một tiếng, tự hồ đối với nho phục thiếu niên nhìn nàng chầm chầm rất lâu, có chút bất mãn. Nho phục thiếu niên cười một cái nói, các ngươi không nhìn chầm chầm ta xem, làm sao biết ta nhìn chầm chầm các ngươi. Nghe được nho phục thiếu niên lời nói này, chủ tớ hai người không khỏi trừng trọng mắt, đại khái chưa từng thấy qua như thế vô lại người, cho nên một bộ bộ dáng tức giận. Tiểu nương tử nguyên bản cảm thấy nho phục thiếu niên là cái có phần có ý tứ người. Nhưng bây giờ, lại cảm thấy là chính mình mắt bị mù, mới chạy tới cùng cái kia nho phục thiếu niên nhiều lời những thứ này. Hầm hừ đang muốn ly khai, lại nghe thiếu niên kia ngâm tụng nói. Mưa phùng trơn ướt khắp nẻo đi, xa giường cỏ, gần chẳng thấy chi. Trong năm đẹp nhất mùa xuân đẹp, khói mờ che ngàn liễu kinh kỳ. Nghe được này bài thơ về sau, tiểu nương tử tranh thủ thời gian ngừng xuống dưới, cẩn thận thưởng thức thiếu niên này bài thơ. Càng phẩm vị, con mắt liền càng thêm sáng rỡ. Này bài thơ đại khái là ý nói, trên đường phố không tơ mưa dồn dập, mưa bụi tinh mịn mà tưới nhường, cỏ non chui ra mặt đất, nhìn về nơi xa thảo sắc lờ mờ nối thành một mảnh, gần nhìn lên lại có vẻ thư thất lẻ tẻ. Trong vòng một năm đẹp nhất liền là này đầu xuân phong cảnh, nó vượt xa lục dương toàn thành cuối xuân, bây giờ chính là đầu xuân thời tiết, này đầu miêu tả đầu xuân thơ, đem đầu xuân mỹ lệ, miêu tả sinh động như thật, như là một bức tranh một dạng mỹ lệ. Nhưng tiểu nương tử này không khỏi mười phần ưa thích. Thơ hay, thơ hay, này bài thơ, là ngươi làm. Tiểu nương tử tò mò đánh giá trước mắt nho phục thiếu niên. Sao chép? Nho phục thiếu niên khoát khoát tay, lập tức hướng phía nơi xa đi đến Người này người thật vô lễ thấy nho phục thiếu niên quay người liền đi cái kia tiểu nương tử không khỏi căm hận dậm chân tôi nghĩ hiện tại nhưng không có nhiều như vậy thời gian rỗi phản ứng cái kia một đôi chủ tớ hiện tại hắn đầy trong đầu đều là sau khi tỉnh lại phát sinh này chút không thể tưởng tượng sự tình một ngày trước tôi nghĩ tỉnh lại phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở cổ đại trong óc tràn vào đủ loại trí nhớ Nguyên lai hắn vị trí cái thế giới này gọi là thiên vận đại lục Thiên vận đại lục, cùng cùng vô ngần Tôi nghĩ chỗ quốc gia gọi là đại vũ vương triều Tôi nghĩ có phụ thân là đại vũ vương triều dư hàn thành một vị bộ khoái Bộ khoái mặc dù bất nhập lưu Nhưng giàu gì cũng là lại Tại quan lão gia trước mặt không đáng giá nhắc tới Nhưng tại dân chúng trong mắt vẫn rất có địa vị thế nhưng gần nhất tô nghị lão cha tô hồng thiên gặp phải phiền toái sự tình bởi vì gần nhất dư hàng phủ có ba vị đồng sinh còn có một vị tú tài không hiểu thấu chết thảm tại nhà của mỗi người người đọc sách địa vị có thể là cực cao chết một vị tú tài ba vị đồng sinh này vẫn phải rồi chuyện này kinh động đến toàn bộ dư hàng phủ tri phủ đại nhân kỳ hạn trong vòng 10 ngày phá án đây chính là cái khoai lang bỏng tay ai nguyện ý tiếp nhận vụ án này a à? mà hiện nhậm bộ đầu 3 năm trước đây cùng Tô Hồng Thiên cạnh tranh qua bộ đầu chức vụ, mặc dù thắng được, nhưng lại tức giận Tô Hồng Thiên cũng dám cùng hắn cạnh tranh bộ đầu chức vụ, bởi vậy ghen ghét lên Tô Hồng Thiên. Thế là liền đem vụ án này giao cho Tô Hồng Thiên, Tô Hồng Thiên trong vòng 10 ngày, không có tra ra hung thủ, bởi vậy bị tống giam. Tô Gia cũng là họa vô đơn chí. Tại Tô Hồng Thiên bị tống giam cùng ngày, Tô Gia nhị nhi tử Tô Nghị, cũng không biết trúng cái gì tà, vậy mà ngất đi sốt cao không lùi này một bộ mê liền là hơn ba tháng thời gian tô gia vì chuẩn bị nha môn cùng với cho tô nghị chữa bệnh tốn hao to lớn trong nhà có thể cầm cố đồ vật đều đã cầm cố ra ngoài tiền không ít hoa thế nhưng tô hồng thiên yên nguyên tại đại ngục bên trong giam giữ tin tức tốt duy nhất chính là tô nghị tỉnh lại bất quá hiện tại tô nghị đã không phải là trước kia cái kia tô nghị hiện tại cái này tôi nghĩ chính là hậu thế một cái bình thường sinh viên năm ba cùng đồng học cùng đi lệ giang du ngoạn tại lệ giang một đầu trên phố cổ thấy được một cái rất xưa của mặt dây chuyền sau đó tôi nghĩ quan sát tỉ mỉ một thoáng cái kia mặt dây chuyền tiếp lấy liền cảm giác trời đất quay cuồng chờ chưa tỉnh lại vậy mà đã xuyên qua nhưng tôi nghĩ giật mình là khi hắn sau khi tỉnh lại phát hiện cái kia thần bí mặt dây chuyền vậy mà cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua đến cái thế giới này xem ra chính mình lần này xuyên qua cùng cái này thần bí mật dây chuyền có quan hệ. Tô Nghị kiếp trước đọc tiểu thuyết, hoặc là kịch truyền hình, thường xuyên thấy nhỏ máu tế luyện một loại thủ đoạn, thế là Tô Nghị cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ ở mặt dây chuyền phía trên. Tô Nghị cùng này miếng mặt dây chuyền lập tức sinh ra liên hệ. Mặt dây chuyền gọi là Thánh Vương rơi. Nội Thánh Ngoại Vương là vì Thánh Vương. Ngữ ra, trang tử, thiên hạ là cố nội thánh ngoại vương chi đạo, ám nhi không rõ, út mà không phát, người trong thiên hạ, các vị đó sở dục chỗ này, dùng tự mình phương. Nhưng tô nghị giật mình là, thánh vương rơi nội bộ tự thành không gian. Tại thánh vương rơi bên trong, trưng bày lít nha lít nhít thư tịch. Chu dịch, tứ thư ngũ kinh, đạo đức kinh, thơ đường, tống từ, nguyên khúc, sáng tiểu thuyết vân 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 vân. Thậm chí còn có đủ loại y học lớn lấy, tỉ như hoàng đế nội kinh, bệnh thương hàng hỗn tạp bệnh luận, bản thảo cương mục các loại. Trung Hoa năm ngàn năm trong lịch sử xuất hiện hết thảy kinh điển cổ thư. Đều có thể tại đây bên trong tìm tới, mà bất kỳ nội dung. Tô Nghị chỉ nhìn một lần, là có thể đọc ngược như chảy. Trước kia Tô Nghị nhưng không có dạng này trí nhớ, cũng không biết là xuyên qua nguyên nhân vẫn là thánh vương rơi nguyên nhân, bây giờ lại đã gặp qua là không quên được. Bất quá, Tô Nghị có thế một chút cũng cao hứng không nổi. Mỗi khi Tô Nghị nghĩ đến thế giới kia vất vả cung cấp chính mình lên đại học phụ mẫu, Tô Nghị trong lòng liền cực kỳ không bỏ. Hắn rất muốn lại xuyên việc về đi. Có thể là cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, hắn hiện tại cũng chỉ hy vọng tỷ tỷ có thể giúp mình nhiều chiếu cố một chút phụ mẫu. Ngơ ngơ ngát ngát qua một ngày, Tô Nghị cảm thấy mười phần phiền muộn, thế là ra tới giải sầu một chút, đồng thời xử lý trong ốc một ít chuyện. Nguyên lai like cái thế giới này, ngoại trừ đại vũ vương triều bên ngoài, còn có hai đại vương triều, phân biệt là đại yêu vương triều cùng đại mang vương triều. Ba đại vương triều bên ngoài, còn có trên trăm cái cỡ trung tiểu quốc gia, phân biệt phụ thuộc vào ba đại vương triều. Ba đại vương triều vẫn luôn là thế chân vạc. Thế nhưng những năm này, đại yêu vương triều yêu đình cùng đại mang vương triều mang thần điện có liên thủ xu thế. Đại vũ vương triều vừa mới đăng cơ tân hoàng đế mới 10 tuổi, trong triều đình bộ, cũng là đảng phái sang sát, phân tranh không ngừng. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, một cái cổ lão vương triều bấp bên. Chẳng qua là, giang nam giàu có, vô số người cũng không có giác ngộ như vậy. Mà nhất làm cho Tô Nghị cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, cái thế giới này cùng Trung Quốc cổ đại có chỗ tương tự, nhưng cũng có rất nhiều không giống nhau địa phương, tỉ như, cái thế giới này có chư thánh tiên hiền viết sách lập đạo, sáng lập khoa cử chế độ. Có khổng tử, mạnh tử các loại nho đạo tiên hiền, nhưng không có lão tử mặc tử hàng phi tử chờ đám nhân vật cái thế giới này không chỉ không có chư tử bách gia tô nghị nguyên bản chỗ thế giới rất nhiều nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đều không có coi như một chút tên giống nhau người cùng thế giới kia nhân vật cũng không có bất kỳ cái gì liên quan nhân sinh quỷ tích cũng là hoàn toàn không giống cho nên cái thế giới này cũng không có tiếng vào trăm nhà đua tiếng thời đại tự nhiên cũng không có sau này đốt sách chôn người tại các loại chuyện phát sinh khổng mạnh về sau, vẫn luôn là nho đạo chiếm cứ chủ lưu, tại khổng mạnh lập đạo sau mấy vạn năm thời gian bên trong, triều đại thay đổi, lại chưa từng xuất hiện cổ đại Trung Quốc những cái kia triều đại. Mà cái thế giới này, mỗi người đều có thể đọc sách. Đọc sách có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí hết sức thần kỳ, người đọc sách nuôi hạo nhiên chính khí, này hạo nhiên chính khí có khả năng chuyển hóa làm văn khí. Người đọc sách có thể thôi động văn khí giết địch tỉ như đạm binh trên giấy, vẽ trồng điểm mắt các loại điển cố, ở cái thế giới này, cũng không là điển cố. 800 năm trước, Đại Mang Vương Triều Tam Hoàng Tử tự mình dẫn 10 vạn đại quân, cướp bóc Đại Vũ Vương Triều biên giới Tây Nam Cảnh, tuần tự có 5 tòa thành trì thất thủ, thương vong vô số. Một đời đại nho, mạnh tử thứ 56 đời tôn mạnh hy văn đang ở lân cận cổ thành dạy học. Nghe nói chuyện này. Một người một xe ngựa, tiến đến nghênh địch. Đại mang vương triều tam hoàng tử thấy một lão nho đến đây, tự nhiên khinh thường, nói, vũ triều không người ư, vậy mà phái một lão nhi đến đây. Ta tự nhiên trảm đầu lâu của chúng nó, đưa vào kim lăng hoàn thành. Tiếng nói vừa ra, liền có mười mấy tên cưỡi mạnh hổ mang tộc binh sĩ hướng phía mạnh hy văn phóng đi. Mạnh hy văn tay trái cầm mạnh tử, tay phải cầm mạnh tử bút. Chỉ nghe mạnh hy văn quát lớn, dân không lấy biên giới chi giới, cổ quốc không lấy khe núi chi hiểm, quy thiên hạ không lấy binh cách chi lợi. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Quả trợ đã đến, thân thích bờ chi. Tiếng nói vừa ra. Mạnh hy văn cầm trong tay mạnh tử bút, ở trong hư không viết xuống đàm binh trên giấy bốn chữ. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Lập tức đất trung núi chuyển. Mười vạn đại quân theo hư không bên trong lao ra, ngựa đạp thương khung, cùng 10 vạn mang tộc đại quân chém giết tại cùng một chỗ. Cuối cùng chém đầu 73.000 người. Đại mang vương triều tam hoàng tử bị tru diệt. Đầu đặt ở gấm trong hộp, được đưa đến đại mang vương triều. Này một trận chiến, thiên hạ chấn động. Cho nên cái thế giới này, không chỉ có hô phong hoáng vũ yêu tộc cự phách, không chỉ có lực có thế khiên núi mang tộc đại vua. Còn có một lời định sinh tử, một lời phá vạn quân nho môn cường giả nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả